Đầu tiên Trung chào anh chị nha. Cô chú anh chị thì hôm nay thì Trung chia sẻ với anh chị mình sơn hai cái chậu bẫy. Hai chậu bẫy này Trung sẽ sơn hai màu, một là cái màu đỏ đậm, hai là cái màu đỏ tươi. Thì đây là chậu tròn miền Bắc, chậu tròn mai vàng thì bình thường chỉ cần sơn màu đỏ là mình bán được nha. Thì Trung sẽ sơn thử hai màu đỏ đậm với đỏ tươi. Thì cũng chị mình xem và mình coi cái màu nào nó đẹp hơn. Đó. Thì bình luận bên dưới cái video này. Thì trước khi sơn thì cô chú chị mình kê cái chậu lên cho nó cao cao để mình dễ sơn. Và bây giờ thì chúng sẽ quét cát nè, vệ sinh cho cái chậu này nó sạch sẽ để tiến hành mình pha nước sơn. Thì pha nước sơn chúng sẽ chia sẻ cho cô chú chị mình xem luôn. Chậu thì mình đã làm láng rồi, mình chỉ cần quét cát nha, quét cát cho nó sạch. Chỗ nào nó chưa có láng thì mình đánh nhám cho nó láng, là mình với các vệ sinh là mình sơn quý anh chị. Thì đầu tiên chúng sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình pha cái bột màu đỏ tươi để mình sơn cái chậu màu đỏ tươi trước, còn đỏ đậm chúng sẽ sơn sau. Thì đỏ tươi thì bột màu của anh chị mình chú ý là mình về mình ngâm nước, ngâm nước cho nó tan ra để mình dễ pha chung với keo. Mình thì cái này thì này chúng sẽ pha và mình sơn một nước một luôn. Mình pha là mình sơn một nước một là xong luôn quý anh chị. Là mình không cần phải phủ bóng nha. Mình pha, mình bỏ keo nhiều. Đây là keo, keo Monokiều nè. Mình bỏ keo nhiều. Mình pha, mình sơn một nước một duy nhất, không cần phải phủ bóng. Đổ keo vô. Thì cái này tỷ lệ pha là 1 muỗng bột, 2 muỗng keo nha anh chị. Mình pha chung với keo là mình không cần phải bỏ nước vô. Chừng nào mà anh chị mình thấy nó đặc thì mình mới bỏ nước vô. Sau khi mình đổ keo vô thì mình quậy cho nó đều lên. Đây mình quậy nè. Quậy cho nó tan ra cho nó đều lên anh chị. Nó rất là dễ tan nha. Khi mình bỏ bột bỏ keo vô thì nó rất là dễ tan. Mình quậy rồi nó tan ra mịn luôn á. Chứ nó không có đóng cục. Nếu mà trường hợp anh chị mình pha nó đóng cục là tại vì mình bỏ ít keo quá. Ít keo quá mà màu nó nhiều quá thì anh chị mình sẽ quậy đóng cục nha. Mình nhớ là tỷ lệ pha là 1 muỗng bột 2 muỗng keo. Tất nhiên là lúc nào keo luôn phải nhiều hơn bột nha anh chị, mình mới dễ pha, còn bột nhiều keo ít quá thì mình quậy nó sẽ đóng cục. Đây chung quậy nó tan ra nè. Này nó khá là đặc nha, nên là chung phải thêm ít nước. Rồi anh chị mình bỏ nước vô, đặc quá thì mình phải bỏ nước vô. Rồi xong mình quậy lại, quậy đều lên. Này chúng pha keo nhiều nha, chỉ cần sơn một nước một là xong luôn, không cần phải phủ bóng. Thì chúng sẽ sơn hai cái chậu, một là cái màu đỏ tươi, hai là cái màu đỏ đậm đây. Thì chúng sẽ chia sẻ cho anh chị mình xem. Rồi nó này chung quậy ra nó lỏng rồi nè, vì đây là chung tiến hành chung sơn luôn. Chúng chị mình đừng có pha lỏng quá, lỏng quá thì mình sơn một nước một không giáp, còn mình pha đặc thì chỉ cần sơn một nước một duy nhất là mình lấy luôn nha anh chị. Thì cái chậu chúng đã để lên cái bàn xay nha. Anh chị mình có cái bàn xay này thì mình dễ sơn hơn. Mình có bàn xay này là mình sơn rất là khỏe anh chị. Thì cái này chúng sẽ sơn qua một nước một duy nhất cho anh chị mình xem. Okay, chúng đã sơn cái phần bụng chậu xong anh chị. Đó, phần cái thành chậu xong, giờ sơn cái miệng chậu nha. Miệng chậu thì mình phải sơn hai nước, tại vì cái miệng chậu tại mình vuốt bọc nó bóng quá. Nên là mình sơn một nước không giáp,
nên là anh chị phải mình sơn hai nước nha. Thì màu đỏ tươi chúng đã sơn rồi nha anh chị. Thì giờ chúng sẽ sơn cái màu đỏ đậm. Đỏ đậm thì nếu mình muốn cái đỏ đậm á thì chỉ cần mình bỏ ít bột màu đen vô. Bỏ ít bột đen vô nha anh chị. Thì hiện tại chúng chỉ có màu đỏ tươi nên là chúng bỏ ít bột đen vô cho nó ra cái màu đỏ đậm. Đó anh chị, bỏ màu đen vô xong mình quậy lên. Tiếp tục mình quậy lên là mình sơn cái chậu bên kia luôn để mình phân biệt hai màu, mình xem cái màu nào nó đẹp để sau này mình anh chị mình tham khảo để mình có nhu cầu mua nước sơn bột màu thì ở đây thì Chung có cung cấp luôn, anh chị mình mua thì Chung đóng gói và gửi cho anh chị mình bột màu với keo monokiều nha anh chị. Đó thì mình pha ra nó sẽ ngã cái màu đỏ đậm hơn xíu nha. Thì giờ Chung sẽ sơn cái chậu bên kia luôn. Thì Chung đã sơn hoàn thiện hai cái chậu anh chị. Cái chậu bên tay trái là cái chậu sơn màu đỏ tươi, còn chậu bên tay phải là sơn màu đỏ đậm. Thì Chung tính sơn bóng mà trời chỉ mưa quá anh chị nên là sơn không được nha. Nên là Chung chỉ cần pha keo nhiều anh chị, pha keo nhiều Chung sơn một nước một duy nhất. Pha keo nhiều mình sơn một nước một duy nhất là cái chậu mình nó bóng nè. Nó bóng luôn, nó đẹp luôn. Còn anh chị mình muốn pha keo monokiều á, mình sơn cái chậu xong rồi á, mình pha neo monokiều mình phủ bóng á thì mình pha loãng cái keo ra và mình phủ bóng bằng keo monokiều cũng được. Nhưng mà phủ bóng bằng keo monokiều nó có cái nhược điểm là sai trời mưa á. Trời mưa thì cái chậu mình sẽ lên nổi lên cái màu trắng của cái keo và trời nắng thì cũng bình thường nha. Còn mình pha keo monokiều mình sơn bóng như vậy thì nó sẽ đỡ hao màu mình hơn, đỡ hao nước sơn hơn. Ví dụ như mình pha nước sơn với màu á thì mình sơn là pha tiết kiệm, mình sơn màu với keo, mình pha tiết kiệm, mình pha ít keo thì nó sẽ đỡ hao nha. Rồi mình sơn bóng lại đó, sơn bóng bằng keo monokiều lại nó cũng bóng cũng đẹp luôn mà nó đỡ hao nước sơn mình hơn. Còn mà mình sơn một lần duy nhất như thế này, bỏ keo nhiều, mình sơn bóng một lần duy nhất thì nó cũng hao của anh chị, hơi hao keo. Nhưng mà cái chậu mình nó bóng luôn, mình chỉ cần sơn một nước một là xong luôn. Và trời mưa thì nó sẽ không có nổi cái màu trắng lên. Cái chậu mình pha màu với keo, mình sơn một nước một bóng luôn là trời mưa nó sẽ không có nổi cái màu trắng lên nha anh chị. Còn mình phủ bóng bằng keo mưa kiều lại thì trời mưa thì nó sẽ nổi cái màu trắng lên. Đó thì Chung chia sẻ cái video hướng dẫn anh chị mình hai màu, màu đỏ tươi với màu đỏ đậm. Anh chị nào thấy cái màu đỏ đẹp mình cần sử dụng thì liên hệ với Chung. Thì bên sở có cung cấp màu sơn luôn, keo monokiều, keo chống thấm luôn. Anh chị nào cần cứ liên hệ với Chung. Chung đóng gói và gửi ship cho anh chị mình. Thì video Chung chia sẻ tới đây thì cũng xin kết thúc. Thì cuối video Chung chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công. Chào thống nha.